Bạn giáo sư của ngày hôm nay đưa thiên thần lên cổng chính của nhà thờ. Lấy kê sau đi, lấy gì lấy kê sau.
Tốt tí. Nhiều không? Đó. Nhiều không? Để vững đế. Tránh ấy thôi, tránh cụt thôi. Tránh mầm chưa phải đâu. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.